trời ơi, cái này đẹp quá nè. Mà mắc quá à. Cái nào mình thích lỡ mắt à. Sao muốn? Trời ơi, mày mới trúng số hay sao mua một đống đồ vậy? Hay là quen anh đại gia nào rồi? Ê, giới thiệu tâm anh đi. Đâu ra mà giới thiệu. Mà có giới thiệu á, người ta cũng không có chịu cái mặt của mày. Siêu. Toàn là đồ sale không đó. Cái gì? Đồ sale nữa hả? Tháng trước mày mới mua một đống, giờ mày mua thêm đống này. Đủ đâu mà chưa? Ừ. Ờ ha. Mà nhắc tao mới nhớ nha. Vậy tí nữa tao phải canh mua thêm cái tủ sale. Vậy thì sẽ có thêm cái tủ mà chứa. Bó tay. Bó tay cái gì mà bó tay. Thôi đừng có thái độ vậy nữa. Để tao cho tụi bay coi. Nè. Đây là cái đầm body ngọc trinh 160, 170. Bữa nay sale còn có 150. Trời ơi. Họ giảm có 10.000 à. Ủa, sale là được rồi, 10.000 không phải tiền mày hả? Sale nhiều ghê á. Đẹp á, 150 gì quá đẹp rồi. Gì vậy? Ê, dạo này nó làm cái gì mà mỗi lần có điện thoại là lén la lén lút trốn vào trong phòng luôn vậy? Chắc bồ nó gọi á. Nó mà cũng có bồ luôn hả? Vậy mà dám giấu tụi mình. Kệ nó đi. Để tao vô nấu cơm. Ờ. À, mà tháng sau là tụi mày phải tăng thêm tiền trọ cho tao đó nha. Dạo này vật giá leo thang dữ lắm. Trời đất ơi, sao mày không mua đồ sale giống tao? Tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền. Cái gì? Đồ ăn mà cũng sale nữa hả? Sale hết, cái gì cũng sale. Quá đẹp, ai tin nổi này 150. Nó chịu gửi còn tin. Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà cho ăn sáng quá vậy? Sáng gì đâu, nguyên đống này chỉ bằng tiền đi chợ mỗi hôm thôi. Nhà con Trinh hết đó. Ê Trinh, đừng nói tao là tới đồ ăn mày cũng chơi đồ sale nha Trinh. Sale hay không không quan trọng, quan trọng là mày có ăn hay không. Ăn không? Kệ nó, mình ăn. Công nhận đồ sale có khác nha, vừa ngon lại vừa rẻ nữa. Chứ sao? No thiệt luôn á. Ê, lâu lâu tao mới thấy mày làm người tiêu dùng thông minh được một ngày á. Bậy, nói vậy là bậy. Tao thông minh từ đó giờ lâu rồi. Ê, làm gì cái mặt mày nhăn như khỉ vậy? Ê, bộ ăn no quá, phát ách hả? Ê con này làm gì gấp gáp vậy? Nhìn phải từ từ. Từ từ nhanh lên má ơi, sắp bắn có bông rồi nè. Trời ơi, đợi xíu đi, chứ có xong mà. Nhanh đi. Cũng tại ba cái đồ sale của mày không á. Ăn chi cho mang quả vậy? Mày ăn ngập cái bản hỏng của mày thôi mày đổ thừa hả? Trời ơi, lẹ lên má ơi, mày lặng đứt xét cái trọng cái gì vậy? Trời ơi, cái gì mà hối hoài vậy? Nhanh đi. Trời ơi, chết rồi, sắp ra rồi, lẹ đây. Ra liền nè. Trời ơi, cái chữ liền 10 lần liền rồi. Trời ơi. Trời ơi, mày nhường tao Trinh. Trinh, mày nhường tao đi. Trinh, tao chết chị rồi. Trinh, đi chung cũng được.
Ba, cái đồ sale này nó hành đau quá mày ơi. Đi ra đi vô nãy giờ 5 lần rồi đó. Tại mày hết đó. Cái gì cũng sale sale sale. Đồ ăn mà cũng mua đồ sale nữa. Xui thôi mày ơi. Bình thường tao ăn hoài đâu có bị gì đâu. Giờ người ta như con khô cá đuối vậy. Rồi sao ngày mai tao đi gặp trai đây? Hả? Mày nói gì? Mai mày đi gặp trai hả? Gì? Mày mà cũng có trai để gặp hả? Quen lâu chưa? Đã quen đâu. Ngày mai mới là ngày đầu tiên hẹn hò à. Mà giờ nằm đóng vậy. Sức đâu mà đi mua đồ để ngày mai đi chơi được nữa. Tại mày hết đó. Vậy yên tâm, lần này tao sẽ giúp mày. Thôi thôi thôi, mày cho tao xin đi. Xin cái gì mà xin? Mày phải tin tao chứ. Đồ ăn thì có thể fail, nhưng mà quần áo làm sao mà fail được. Mày nhìn tao đi, từ đó giờ đồ tao xài có bao giờ fail đâu, đúng không? Hãy tin ở tao, tao sẽ làm cho mày tỏa sáng. Tao tin mày lần cuối đó. Vy. Em xin lỗi em tới trễ. Anh đợi em có lâu không? Không lâu đâu, tầm 30 phút rồi. Dạ. Mùi gì ta? Mùi gì vậy anh? Anh không biết nữa, mà anh vòng vòng đâu đây nè. Em không có nghe mùi gì hết á. À, chắc tại mùi anh có vấn đề á, để chiều đi bác sĩ anh khám. Dạ. Em muốn nước gì để anh kêu luôn. Cho em một ly đá chanh nha. Phục vụ, cho ly đá chanh nha. Vy. Dạ. Hôm nay nhìn em. Nhìn em sao anh? Hôm nay nhìn em rất đẹp. Cái đầm này rất hợp với em. Cảm ơn anh, anh quá khen. Mà cái đầm này chắc mắt lắm em ha. Đâu có mắc gì đâu anh. Cái này á là em order ở bên Mỹ á. Có 1.500 đô thôi à. 1.500 đô? Dạ. Đi chơi với anh đâu cần diện đồ mắc tiền vậy đâu em. Bình thường thì em cũng mặc mấy cái đồ dạng này không à. Uống nước đi em. Dạ. Tiếng gì vậy ta? Em đâu có nghe tiếng gì đâu. Chắc tại tai nó có vấn đề. Để chiều đi bác sĩ khám. Sao anh có nhiều vấn đề quá vậy? Dường như từ khi gặp em, cơ quan nào trên cơ thể của anh nó cũng đều có vấn đề hết trơn á. Lần đầu tiên gặp em, con tim anh trở nên loạn nhịp. Và nó chưa bao giờ ngơi nghỉ gì em. Anh xạo quá à. Em không tin thì em thử đi. Em đi vệ sinh tí nha anh. Là có khác, đều dồn cái sàn hẳn cái tài. Phải hiểu không đó? Sao giống cái đồng hồ bình thường mày hay đeo vậy? Chớ hề, cái bình thường mà tao đeo là cái phát. Còn bây giờ tao mới có điều kiện để tao mua cái thiệt. Mày coi đi, có cái đồ dởm nào mà hả tinh xảo mà hết sảy con bà bảy vậy không? Xịn thiệt hả? Thiệt. Vậy chắc mắc lắm à, nhiêu vậy? Triệu bảy. Gì triệu bảy? Thiệt, một cái món đồ tuyệt phẩm như vậy mà giá chỉ có 1.700.000 thôi là quá hời luôn đó. Trời đất ơi, mày tối ngày cứ ru rú trong phòng, trong nhà không à. Đâu ra đồ hiệu cho mày xài. Một cái đồng hồ này thôi là đủ mua 10 cái đầm sale ngọc trinh của tao rồi đó. Mắc cười quá. Đồ sale mày đi sơ với đồ hiệu, cửa nào vậy trời. Con Trinh đâu? Hả? Gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi.
Mới lần đầu tiên gặp mặt thôi mà làm gì chơi dữ vậy? Chơi tao nổi sốt guốc luôn nè. Tưng bừng quá vậy hả? Lần đầu thôi mà đã. Mày còn dám nói nữa hả? Mày nhìn đi, ba cái đồ sale của mày không đó. Mày có biết là tao mất mặt với anh ta mà mất mặt với bàn dân thiên hạ đó không hả? Chết mày chưa, đồ sale của mày đó. Bây giờ nó về nó làm thịt mày luôn kìa. Liên quan gì tao đâu? Liên quan gì mày hả? Ba cái đồ sale của mày toàn đồ tào lao không à? Có cái nào ra hồn không? Nè, mày nhìn đi. Đầm thì rách nách, guốc thì mới đi được vài ba bước thì gãy ngớt, nước hoa thì hôi gình. Còn nữa nha, rớt của tao bị ba cái đồ sale của mày hù bỏ chạy mất dép luôn rồi đó. Nè, nói chuyện cho đàng hoàng nha. Bình thường tao xài với cái đồ sale này đâu có sao đâu. Tại mày đụng vô nó mới hư đó. Cái này là do mày, sao mày đổ thừa tao? Tao giúp mày, mày không cảm ơn một tiếng mà còn đổ thừa này đổ thừa nào hả? Đúng không Tú? Mày nói cho tao một tiếng không bằng đi Tú. Đúng không? Trời, cái đồng hồ đẹp quá nè. Ê, con quỷ, đi đâu vậy? Mỗi lần cần tới nó là nó lượn hả? Từ bây giờ mày đừng bao giờ nhắc hai chữ đồ sale trước mặt tao. Mày không mua tao mua, sao mày dữ vậy? Thì 150, 170 thì xài một lần nghỉ chứ sao giờ. Sao mà đeo cặp len này nó đau mắt dữ vậy trời. Chị cha, sao đỏ mắt dữ vậy nè? Không lẽ là do cặp len sale này hả ta? Không được, tụi nó mà biết mình đeo cặp len sale này bị đau mắt, cười chết luôn á. Phải săn cái cặp kính râm nào đeo đỡ một hai ngày cho mắt nó hết đỏ mới được. Sao mày không đi thay đồ đi còn ngồi đây nữa? Bộ mày tính không đi họp lớp thiệt hả? Mày đừng có hối hận đó nha. Nghe đâu là có anh Thành rớt của mày ngày xưa đó. Nghe nói là anh còn độc thân. Thôi tao không đi đâu, tụi bay đi đi. Tại vì tao hết hứng thú với thằng đó rồi. Ê Trinh, thắc mắc nãy giờ luôn á. Mày ở trong nhà trong cửa mày đeo kiến gì vậy? Tao coi tivi. Trời đất ơi, con này nó điên mày ơi. Nó coi tivi mà đeo mấy kiến màu, nửa hồng nửa xanh nữa chứ. Mày làm như một con phim 3D vậy mày. Chắc lại là kính sale đeo để khoe với chị em mình đó. Khoe tao mà khoe. Tại vì hồi nãy tao coi tin tức thấy người ta nói là mấy cái màn hình điện tử này có tia sáng xanh hại cho mắt nên tao đeo để bảo vệ mắt vậy đó mà. Thôi, người ta đã quyết định người ta không đi họp lớp rồi, chị em mình đi, kệ người ta. Đừng có hối hận nữa nha. Đi thôi. Bye bye. Bye. Ôi, sao càng ngày nó càng rát khuôn mắt vậy trời.
Ông Khánh ông khoái tôi rồi. Trời ơi, người ta là trai thẳng đó. Trời, Tú này không thể biến mùa hạ thành đông, nhưng Tú này có thể biến trai thẳng thành trai công và trở thành chồng của Tú. Đúng rồi. Bức tranh đâu? Tranh gì? Bức tranh của má tôi, bức tranh của bà ngoại, cô ngoại tôi, bức tranh của bà ngoại tôi, bức tranh của bà cô ngoại để lại cho bà ngoại tôi để lại cho má tôi để lại cho tôi đem lên đây mà, đâu mất tiêu rồi. Ủa? Đâu rồi? Thì đâu mất rồi, tại sao mất đồ được? Dạ. Treo ở đó đó giờ có mất đâu, từng cái biết giờ mất là sao? Đi vô phòng, còn mất cái gì nữa? Đi, nhắc con đi. Trời ơi, sao mất đồ vậy? Trời ơi, mất cái gì nữa không? Trời ơi, cái bát của tôi đâu rồi? Trời ơi, cái bát đâu? Trời ơi, sao từng cái quần áo tôi mất hết trơn vậy nè? Ai lục lên vậy? Trời ơi, cái hộp kem trộn đâu rồi? Ủa sao từng cái đồ trong nhà bị mất trơn hả? Gì ồn ào vậy? Trời ơi, trời ơi, con Trinh. Ôi mày dậy coi Trinh ơi, là Trinh. Cái gì ông ơi? Đồ đạc trong nhà đâu hết rồi. Mày ngủ ở nhà mà đồ đạc mất hết trơn vậy? Cái gì vậy? Mày về nãy giờ mà sao mày hỏi tao? Tao về hồi nào? Tao mới vừa về. Gì? Hồi nãy tao thấy mày đi ngang qua hồng hồng tím tím, mày còn đưa cho tao trái hút nhỏ mắt nữa mà. Cái gì vậy? Rồi, hiểu luôn. Trời ơi, sao con mắt càng ngày càng rác dữ vậy trời. Trái thuốc nhỏ mắt đâu rồi? Tú, đi đâu về sớm dữ vậy? Lấy giùm tao chai thuốc nhỏ mắt thôi. Nhìn cái gì? Đứng đó chi nữa? Thì tao đeo mấy cái len xeo đó nên bây giờ đau mắt quá không có thấy gì hết. Lấy giùm tao chai thuốc nhỏ mắt đi. Tao biết mày hả dạ lắm rồi, mày lấy giùm tao đi, tao không thấy đường. Vô đây. Thấy chưa? Trộm đó má. Anh trộm cái gì mặc cái áo hồng hồng tím tím tao thấy mà. Thì nó thích bận cái gì nó bận, mà quan trọng là nó lấy hết đồ của tụi tao rồi. Sao mày ở nhà mày để cho anh trộm tôi lấy hết đồ cái vậy? Cái trong của bà cô ngoại tao kìa. Cái này hết của tao nữa. Cái trộm rồi. Bà tao xin lỗi tụi mày mà tụi tao không có thấy đường. Tao đâu biết. Ủa mắt mày bị gì? Trời ơi, con mắt mày bị gì vậy? Trời ơi. Nó bị sao vậy? Đâu mày đi bị tao gì? Coi coi, đưa tụi tao coi coi. Ôi, lúc này còn đẹp tầm ái nữa. Ủa, làm gì mà xíu vậy hả? Quá à. Thì tại vì tao đeo mấy cái len xeo á, nên nó làm tao đau mắt mở mắt không lên, nên tao không có thấy gì hết. Trời ơi, xíu. Tao xin lỗi tụi bay nha, tao không phải cố ý, tao không thấy đường tiền, tao thấy hồng hồng tím tím, tao tưởng mày. Thôi, đổ ra đi. Đồ mắt thì có thể mua lại được, coi như là của đi thay người đi. Quan trọng bây giờ là coi mắt mày có sao không kìa. Thôi Linh nghỉ đi, rồi ngày mai tụi tao đưa mày đi khám nha. Mai đi khám bác sĩ có đi. Có đau lắm không? Đau. Gán lên thôi, mai đi khám. Đi, Linh nghỉ. Về nó đi, nó không thấy đường. Trời ơi, tụi bay đè ta làm sao mà tao. Cái con. Bác sĩ, mắt bạn em có sao không bác sĩ? Bị viêm giác mạc. Trời
Đeo lên giỏm thôi mà nguy hiểm vậy luôn hả bác sĩ? Len á chỉ là một phần thôi, cái này mới là nguy hiểm. Nhưng mà đó chỉ là kính râm che nắng thôi mà. Đúng, kính râm là vật dụng để bảo vệ mắt, nhưng phải là loại kính tốt. Còn loại kính giỏm này á chỉ là một lớp kính màu mỏng, ngoài ra không có tác dụng chống tia UV hay tia cực tím nào cả. Càng đeo á sẽ càng nhức đầu chóng mặt, đau nhức mắt có thể gây mờ mắt, thậm chí gây mù. Vậy là mẹ sắp mù rồi. Tụi mày cái mỏ mày lại bây giờ. Bác sĩ, vậy mắt em có cứu được không bác sĩ? Được chứ. Giờ tôi sẽ kê cho cô đơn thuốc. Mà tốt nhất á, cô nên đeo loại kính râm chính hãng, được bác sĩ chứng nhận. Vậy thì tốt quá. Trời, cái con này mắt nó mới khỏe lại nhắn tin cho trai liền vậy đó. Ê mà nhớ bác sĩ dặn gì không đó? Nhớ chứ. Ê nhưng mà không biết á là mua kính râm chính hãng được bác sĩ chứng nhận ở đâu nữa. Đăng quang quá, chỗ mà tao mua đồng hồ có bán luôn mắt kính á. Vậy hả? Hả? Thằng quỷ này biết sao không chị? Chị cái gì mà chị? Chị con này có nghe không? Suốt ngày có đồ sale, đụng tới đồ chính hãng á là kêu mắc quá không dám mua. Thì mắc thiệt chứ bộ. Mắc cái gì? Đăng Quang Wax đang tổ chức đấu giá online trên fanpage đấu giá ngay theo từng khung giờ nhất định. Mày có thể mua hàng với giá giảm tới 50% so với giá niêm yết. 50%? Dữ vậy hả? Dữ vậy đó. Vậy đấu giá sao mày chỉ tao đi. Bây giờ mày sẽ truy cập vào fanpage đấu giá ngay chuyên cái mặt hàng dành cho nữ, hoặc là đấu giá.tv chuyên cái mặt hàng dành cho nam. Các buổi đấu giá sẽ được livestream theo từng khung giờ nhất định. Họ hạn chi, cứ đến giờ là mày biến tao mất tiêu. Làm tụi tao cứ tưởng với là vậy. Tưởng gì? Thôi tiếp đi. Ê, đang đấu giá luôn hả? Đấu giá mất kiến nè ha. Rồi, đấu giá mất kiến râm kìa. Cái này đi. Tao để tao chuyên môn của tao từng giành được một cái rồi. Trời ơi, nâng giá lên đi. Trời ơi, ông kia trả giá cao quá trời luôn, coi chừng giành kính cũng chính bây giờ. Không sao đâu, mình còn trả giá được nhiều lần mà. Mình cứ nâng theo đúng mức giá quy định và để lại số điện thoại đến khi thắng thì thôi. Nếu như mà bên mình đấu giá thắng thì bên họ sẽ tự liên lạc với bên mình. Trời ơi, không biết có thắng không nữa. Thì hy vọng thôi. Thắng rồi nè. Trời ơi, giành được cái mức kia rồi. Trời ơi, dạ chào chị, em là nhân viên của đồng hồ kính mát Đăng Quang. Em gọi đến để xác nhận đơn hàng đấu giá của chị. Chị đã đấu giá thành công mẫu kính mắt nữ với giá 1.700.000 ạ. À, đúng rồi, em ạ. Dạ, vậy chị muốn đến cửa hàng gần nhất để nhận sản phẩm hay là bên em sẽ gửi đến tận nhà cho chị ạ? Chắc em đến cửa hàng gần nhất. Dạ, chị ở quận mấy để em đưa địa chỉ cửa hàng gần chị nhất ạ? Em ở quận nhất. Dạ, và chị có thể đến cửa hàng 245 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất ạ. Cảm ơn chị đã tin dùng đồng hồ kính mát Đăng Quang. Chúc chị một ngày vui vẻ ạ. Dạ, cảm ơn nhiều. Em có thể giúp gì được cho anh chị ạ? Dạ chị, hôm qua tụi em có đấu giá thắng cái mắt kiến á. Chị cho tụi em nhận hàng nha. Dạ, có thể cho em xin tên và số điện thoại của mình không? Dạ, em tên Trần Thanh Tú, số điện thoại là 0123456789. Dạ, đợi em xin. Ê, ở đây nhiều mắt kiến đẹp quá, hay là tụi mình mỗi đứa mua một cái đi. Ê, dạ. Tụi bay khờ quá, lát nữa về nhà lên fanpage đấu giá ngay mua cho nó rẻ. Ta sẽ mua mấy cái luôn đó. Dạ, đây là kính của mình, mà có thể kiểm tra qua giúp em ạ. Cảm ơn. Màu hồng nè. Cho chị xem cái kính nha. Ôi, đây xem coi. Thấy sao thấy sao? Hợp quá hả? Ê, cái này người ta gọi là đau mắt mà có thời trang nè. Quan trọng cái là thần thái. Đúng không? Ê, hợp cái này luôn. Hợp với bộ đồ luôn á. Dạ, em gỡ